Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Nay em lên cho anh chị nguyên con máy VIP luôn. Con máy nó nhỏ mà cái ống cần nó bự chà bá luôn vậy trời. Xin đi qua S24 nha anh chị. Còn 24 với 25 là nồng nó hình như nó 32 ly bằng nhau anh chị. Mà cái dòng này nó chạy ghê thiệt nha. Chạy ghê lắm anh chị. Cái máy âm hiểm mà. Nhưng mà cái máy này là em chưa có vệ sinh lại nha. Em chưa vệ sinh bên trong. Em thấy nó đẹp quá rồi, em thấy trong em mở nắp trong bình xăng này nè, em thấy nó còn miếng xăng á, cái thấy gì em đổ xăng nó ra, cái em đổ xăng mới vô, cái em bóp lên nè, anh chị thấy cái ống mới em đang thử thấy không? Cái ống này là em cái ống này là nó gắn vô đây nha anh chị, nhưng mà em thử cho nó lên xăng không á, thì em thấy da bơm nó cũng còn lên, nhưng mà bóp nó hơi lâu lên xíu nha anh chị. Anh chị vô đề ba là phải bóp cái này nè, vô qua ngày là phải bóp cái này, còn cách nổi tiếng cứ bóp đại nhiều chỗ đầy ống nè, đó. Đầy ống, nhưng mà chút em sẽ gỡ cái ống này ra ha. Còn muốn anh chị muốn em cho ra theo cái ống này luôn, nhưng mà cái này em mới gắn vô có chút xíu nha, phải đè mạnh vô nha để xúc ra. Chị bóp đây rồi nhắn dưới đây nè, đó, nhắn cho nó ra nước như nè, đó, bóp nè, nhắn ra nước cho nó đầy, đúng không? Nó đầy ra anh chị giật nhạy hơn nha. Máy này là bao nhiêu em chưa đụng gì tới nha anh chị, em chưa xúc chế luôn nha. Em chỉ gắn cái lọc gió đây cho anh chị thôi, đó, rồi anh chị về rảnh đi xúc chế chứ anh chị không có lọc gió mất công, cái mốt xốp lọc gió anh chị. Nó để về xài hơi máy. Chứ cái máy này là em chưa có đụng tới cái gì luôn nha. Đó. Con máy này là nó zin hết toàn bộ nè anh chị nè ha. Thấy không? Cái máy này cái chân trống nó còn nè ha. Cái cộng zin nịch nó còn nữa nè. Nhưng mà cái nắp này em thấy nó hình như nó hơi chảy xăng hay gì nè. Đó, nè đúng rồi, nó nhẹ nó chảy xăng nè. Mới tin luôn anh chị, máy còn liền lạc lắm nha. Mới tin luôn á. Em chỉ rửa sơ sơ ở ngoài chút đỉnh thôi nha anh chị, tại em thấy nó cũng còn mới quá. Em rửa sơ thôi. Đó, anh chị nào cần thì gì lấy gì xài, còn cần thì em dọn lại cái này dễ lắm, đâu còn dọn như đâu, em vệ sinh chế nó là em bán khỏe luôn rồi đó. Còn gì thì em cho nổ ok rồi, em bao bít tông nha anh chị, tại vì em không có thời gian đó. Gọi này sáng em cô kêu vợ em gửi sơ sơ nè, mà mới tin nè, tại nó mới quá. Nhưng mà em bán là em phải bao anh chị là xem bít tông, bao mấy cái đầu bò tâm này là nó bao ok hết nha anh chị. Nè anh chị nhìn cái của nó lật bên kia. Nè anh chị nhìn cái đầu bò nè, mất in gì nè. Thấy không? Đồ này lỏng hay gì ta? Chết mẹ lỏng một đạn anh chị ơi. Nhìn vậy nè. À con ốc này chưa xiết mà. Ốc này chưa xiết anh chị ơi. Ô đầu bò ngắt à, ông ta. Biết nữa để chú em kiểm tra sao đi ha anh chị. Nếu không ấy thì em thay một đạn cho anh chị. Đó. Anh chị nhìn thấy không? Mới tin luôn nè. Không? Nguyên cái đầu bò VIP, cái chén này zin nè. Cái đầu bò này nó không có chốt sỏ vô đâu nha. Tại có anh khách bữa em mới làm, anh hỏi em kiếm chốt sỏ, em nói chắc có. Mà cái dòng này cổ của em cũng ít làm anh chị. Nhưng mà không phải đâu, cái đúng cái chén zin nó trên đây nè. Chị sỏ vô đây nè. Ở đây sỏ sâu vô. Nếu mà xây này ngay lại sỏ nó rồi xây ngay chỗ cái kia là sỏ ngay vô à. Đó. Cái này nó còn zin nó đầy đủ hết luôn anh chị. Đó. Ê. Hay là đây ta, đây nè anh chị ơi. Đúng rồi, thấy rồi nè. Khoan. Để từ từ để em xem em kiếm coi. Không có chén trong này không có, đâu có đâu. Đây nè, ở đây mới đúng nè. Trong đây nè anh chị, xỏ lại cái nằm đó đó nha. À, anh chị nhìn cái bát mới tin thấy không? Cái máy này mới lắm nha anh chị. Đó, thì em bán nè. Là bán như vậy thôi nha anh chị, chứ không có vệ sinh chế lại nha. Vệ sinh chế là em bán giá khác à, tại em không có thời gian, em mất làm đồ quá trời rồi nè. Đem một bọc phít ra, giờ đang đổ keo nè. Đó. Thì em bán gì nè, nhưng mà em bao anh chị là bít tông không sọc xước, bao mở ra xem đó, chứ không phải nói thông nha anh chị. Đó. Cái đầu bò đó đây chúng coi lại, thì em bao cho anh chị đầu bò im á, chứ bán không để anh chị về mà để thừa máy cũ máy này kia đâu. Đó. Còn chỉ có cái chế là anh chị phải vệ sinh lại kỹ rồi vệ sinh lại xíu nha, chứ không thôi là nó anh chị giật thì nó không ngọt mấy đâu đó, chứ nó ngon hơn. Chứ em đem giật hiện nó ngọt, mà anh chị về nhà xài nó có thể là tuần lễ hay tuần lễ nó thiếu xăng mất công, anh chị xúc lại đi cho nó hay hơn. Đó ha, chứ sẵn làm cái cao su lại nè. Đó. Rồi em bán nè, em cho theo mấy cái này nè, đó
theo mấy tay lái đó, cái cây này nó bị bữa em chém lộn á, cái hàng á buồn quá em chém vô đây nè, giỡn thôi không biết chỗ cắn hay gì anh chơi, sao nó bị kỳ không biết cái gì nó mà gì đó. Mới đỡ giùm em đi ha, có nếu mà em có cho cái ống khác thì cho, nhưng mà không có giống kiểu anh chị đó. Cái cục này, cục này mới nha, còn cái tay lái là zin, em cho thêm cộng dây ga nữa kìa, tay ga bóp hệ nữa kìa đó. Thì con máy này em bán cho anh chị 1.3 triệu thôi đó, không bao ship nha anh chị, nguyên con máy zin hết nha. Em bao xem bê tông là anh chị biết rồi đó, bán là phải bao bê tông anh chị ơi, bán về sọc mất công chỉ lộn đó, không phải chỉ lộn, nhưng bán sọc thì anh chị nói ờ nãy bán đồ lừa đảo lừa gạt, em không thích gì đó. Cái gì đây sao đạp đứt giò chết luôn. Xong. Rồi em test thử cho anh chị xem ha, 1.3 triệu. Nếu anh chị chuyển khoản đổi em bao ship á, còn anh chị cọc anh chị trả anh ship nha, ship 100.000 lần đó anh chị. Tại vì em nhiều lúc bán máy là kẹt quá không có tiền, em mới chuyển đủ thì em bao ship, rồi em nhính là em lấy máy khác thôi. Tại vì máy về mà không có tiền lấy luôn anh chị ơi, nhiều lúc cho shipper đợi hoài à. Rồi thôi nha, em test thử nha. Nè bình xăng đó nè. Đó, anh chị về làm cái nắp này lại nha. Nó cái nào ấy thì em chỉ rồi, trong đây là mót lọc gió em gắn rồi nha. Nhưng mà em chưa về sinh chế mà anh chị thấy nó sạch vậy nè. Có mấy con ốc này là em chưa mở ra đâu nha. Chưa mở ra gì hết á. Nè, rồi để test cho anh chị xem. Bóp bóp cái vũ này mạnh mạnh lên chưa. Đó, anh chị bóp cho nó lên nhiều lên, thấy không? Anh chị muốn dễ biết thì anh chị gắn cái ống trong vậy nè, anh chị dễ biết lắm. Thấy không? Gì nè, rồi bóp dưới đây lên cái nó. Đặt đặt vậy là ok. Rồi lên ga, nói em cho anh chị cùng dây ga theo nè. Rồi về. Rồi không về cái anh về. 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 Bóp nhiều quá anh chị, nãy cái máy mới giật rồi em bóp nữa, bóp nhiều quá nó ngập xăng anh chị, đừng bóp, qua ngày hết bóp. Đây nè, nó nhỏ chị dặn lớn chứ ha. Đây nè, nhỏ chị dặn lớn chứ, cho chị nhiễm nhừ luôn. Tại vì nãy em bóp xăng rồi, cái le đây nè chị, đây le này đóng nè, đây mở nè ha, nhớ nè, có ốc xăng là chỉnh con ốc này nè, còn ốc nhỏ này cứ dặn sát vô hở ra nửa vòng rồi vòng nửa vòng vòng nửa vòng chứ. Có ốc nhỏ, ốc này ốc chỉnh garanti anh chị. Xe máy nè, máy mới tình thấy không, nhìn máy liền lạc ghê không, con này anh chị về xài biết chừng nào hư em bao luôn á. Nếu mà con này, nếu mà cầm cái con này với con KT15 bữa, con đó là không qua con này được anh chị. Con này nòng nhỏ nhưng mà nó là Sadewin anh chị, xin đi qua không, Kawasaki cũng con bữa cũng ngon chứ đâu phải lại ngon chứ, ngon con nó ngon, quên con nó mới mà, con nó mới hơn con này đúng không. Sẵn là kiểm tra bô cho anh chị xem luôn, thấy không? Bán là phải mở bô anh chị ơi, bán không mở bô nó dốc á. Thợ nào không có ăn, thợ nào không mở bô, em thiệt luôn. Ai không mở ra cạo khối, mở ra thấy chết đông sọc gắn vô bán luôn. Đó, em không chơi cái đó đâu nha anh chị. Em bị gạt rồi chứ em không gạt ra cái đó. Gạt được rồi mai mốt không mua mình nữa chứ gì đâu, đâu phải là hên xui đâu anh chị ơi. Dễ hên xui, hên xui đâu có sắp đặt mà ngay đó như vậy được. Có mình xui bị gạt thì có thôi, chứ nếu mà nói bán hên xui là không có. Chỉ khi bãi về mấy trăm cây thì người ta bán vậy thì mình chắc nói không nói được phải không. Nào bê tông nè anh chị,
Máy này dên còn chắc lắm nè. Em lắc cái dên gì mà chế tông nó không có đi riêng là anh chị biết nó bót lắm. Đúng không? Bạc 2 ly luôn về xài biết khi nào hư nổi. À thôi nè. Thấy không? Thôi. Dám giật gì dám chạy luôn. Dây giật nó mới lắm anh chị, nhưng mà nó dính nhớt đó nha. Dây giật nó không có tua luôn nè. Giật này nếu mà em rửa là sạch bon luôn á, tại em rửa. Đó. Rồi. Anh chị nào cần thì liên hệ em nha. 1.3 triệu. Chuyển khoản thì em bao ship. Không chuyển khoản thì anh chị cọc anh chị trả ship. Đó. Anh chị cọc em mới đóng hàng được nha anh chị. Còn cái đầu bò đây em coi là để khoan đợi xíu để em coi luôn cho. Thôi coi sao anh chị, mấy phút rồi? 10 phút rồi đó. 10 phút anh chị, để lâu có tắt mới công. Đó, chứ con này nếu em dọn em bán khoảng 1.6-1.7 triệu anh chị. Dọn gì đâu, xúc có chế rồi xong bà nó rồi. Máy anh chị nhìn nè, máy tin nè. Xúc có chế rồi xong nó. Chứ anh chị cầm mà cầm tiền mà mua mấy con Magu rồi đó. 2-3 rồi đó, sao bằng con này được. 1.8 triệu á. Nó chỉ có là nhẹ hơn thôi, chứ bà thằng này nó bà là vua chúa anh chị ơi, không có con nào qua, con xin đi qua. Xin đi qua nè, Kawasaki nè. Mấy dòng nó dòng hệ không, bền không. Với thằng gì nữa ta. Estin rồi đó. Để em chỉnh cho nó ngay rồi anh chị. Trời ơi, lộn chỗ anh chị ơi. Không nhìn, tại em ngồi nghịch hướng á. Bữa gắn vô ngay chứ này banh hết. Hai hả? Rồi để em gắn đây rồi. Nó ngay gánh em được nha anh chị, nó ngay đó được. Đây rồi. Cái 8 phút mà không đăng được. Ngồi không có mệt quá. Tại có nhiều người hỏi em mấy con máy mà rẻ tiền đó thì em làm gì nè. Em kiểm tra ok hết, cho nổ ok cho anh chị. Đó, thì giờ cho rẻ tiền cho anh chị đỡ. Tại con máy này nãy em rửa cũng sơ sơ anh chị ơi. Xịt rửa miếng xà bông cái sơ cái xong, nó mới tin là nó sạch bông à. Đó. Con cái chế em chưa xúc nha. Chưa rảnh không thời gian chưa. Đồ quá trời. Mấy khách kêu hỏi máy rẻ tiền đây nè, em lựa vô đó. Rồi. Thấy không là không có xúc bình xăng á, rồi giật lên nó bị chậm chậm gì phải đóng le mấy cái gì đó, anh chị nên xúc bình xăng lại một cái ha. Rồi thôi em chào anh chị nha, cần liên hệ em.